chờ em tí em gửi lại cho. Đây là chiều rộng của con ngõ 16A phố Ngõ Gạch. Đây được mệnh danh là con ngõ nhỏ nhất Hà Nội. Và bây giờ tôi sẽ thử đi vào phía bên trong để xem là con ngõ này nhỏ, hẹp, tối như thế nào nhé. Với những người lần đầu tiên đi vào con ngõ này như tôi thì chắc có lẽ là phải cần đến một chiếc đèn như thế này thì mới có thể yên tâm được. Thưa quý vị, vừa rồi thì tôi khá là khó khăn để mà di chuyển qua con ngõ này bởi vì không gian trong đó thì khá là nhỏ, hẹp và tối và không khác gì một cái đường hầm cả. Đám hiếu đám hỏi thì ngày xưa bà mẹ chồng tôi đấy mất đấy. Rồi cõng ra ô tô xe cứu thương không ra Phùng Hưng. Thậm chí trong này cái xe đạp rất là khó. Xe máy toàn đi gửi hết. Nhà tôi mỗi một tháng là trước còn 3 cái xe, mỗi tháng là hơn 1 triệu tiền gửi xe đấy. Thì thực ra mà nói bây giờ chẳng ai muốn sống chật cả, đúng không? Ai muốn sống rộng, ai muốn nhà cao cửa rộng chứ. Thế nhưng mà bây giờ trong cái điều kiện như thế này thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì người ta sống ở khu phố cổ mặc dù rất khổ, rất bất tiện nhưng mà hầu hết là người ta không đi. Đấy, bởi vì là cuộc sống ấy, người ta bảo là bây giờ ra vỉa hè là người ta phố cổ là tôi kiếm được tiền rồi. Tôi sang khu định cư mới, tôi sống bằng cái gì? जैसा कि क्या बोलते मतलब हनोई है बहुत छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत देश है ये हनोई जो है सिटी है यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं और बहुत पुराने घर हैं लेकिन घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हनोई